Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sỏi thận là một trong những căn bệnh phổ biến hiện nay. Nó thường xuyên xảy ra tại các nước có nhiệt độ nóng ẩm như tại Việt Nam. Bên cạnh việc chữa trị và phòng ngừa sao cho hiệu quả, thì chế độ ăn dành cho người mắc bệnh sỏi thận cũng là một trong những vấn đề đáng được quan tâm. Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm người mắc bệnh sỏi thận không nên ăn. 10 thực phẩm đại kỵ với người mắc bệnh sỏi thận. 1. Tránh caffeine, soda. Nếu bạn đang bị sỏi thận thì điều quan trọng là phải uống nhiều nước. Tuy nhiên, hãy nhớ là hạn chế tiêu thụ caffeine. Bạn không nên uống quá 2 cốc, từ 250 đến 500ml mỗi ngày. Tiêu thụ nhiều caffeine có thể gây ảnh hưởng xấu và khiến bạn cảm thấy mất nước. Điều này ảnh hưởng không tốt đến những người bị sỏi thận. 2. Thực phẩm giàu natri. Hạn chế natri nạp vào cơ thể khi bạn đang bị sỏi thận. Hãy tránh ăn những thực phẩm chế biến và đóng hộp vì chúng chứa một lượng muối cao để bảo quản. Nên dùng các món ăn ít muối khi bị sỏi thận vì muối chỉ càng khiến bệnh này thêm trầm trọng hơn. 3. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein. Bệnh nhân bị sỏi thận nên tiêu thụ chừng mực thực phẩm giàu protein như thịt và cá. Tốt nhất nên ăn thịt nạc được chế biến ít dầu hoặc chỉ cần đun sôi. Tránh ăn đồ cay, nóng. 4. Tiêu thụ thực phẩm chứa chất béo. Chế độ ăn uống của người bị sỏi thận nên hạn chế các thực phẩm chứa chất béo như phô mai. Bạn có thể tiêu thụ các sản phẩm sữa ít béo và nên uống sữa tách kem. Các thực phẩm nhiều chất béo sẽ bị lắng đọng, tích trữ trong cơ thể và gây nguy hiểm cho bệnh sỏi thận. 5. Thực phẩm giàu canxi. Thực phẩm có chứa canxi và vitamin D nên tránh tuyệt đối nếu bạn đang bị sỏi thận vì nó có thể làm trầm trọng bệnh. Do sỏi sẽ bị lắng đọng nhiều hơn. Ngoài ra, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ dầu cá hoặc vitamin D vì chúng có thể gây hại cho bệnh nhân sỏi thận. 6. Thực phẩm giàu oxalate. Nếu loại sỏi bạn đang mắc phải là canxi oxalate thì hãy tránh những thực phẩm chứa oxalate. Một số thực phẩm chứa nhiều chất này bao gồm trà, cà phê, củ cải, đường, bí, khoai lang, rau bina, súp cà chua, salad trái cây đóng hộp, dầu tây. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh có sô-cô-la, đậu phụ, các loại hạt và đá xay nếu bạn đang bị sỏi axit uric. 7. Rượu. Mặc dù chưa có công bố chính thức về mối liên hệ trực tiếp giữa sỏi thận và rượu, nhưng đồ uống này được cho là có thể kích hoạt nguy cơ hình thành sỏi trong thận. Rượu chứa nhiều purin có thể gây ra sự hình thành sỏi axit uric. Bên cạnh đó, tiêu thụ rượu dẫn đến tổn thương các chức năng thận. 8. Cá cơm. Cá cơm là một loại cá giàu chất đạm nên sẽ làm giảm độ pH nước tiểu, kích thích bài tiết chất calcium và citin gây ra sỏi. Do đó, bệnh nhân sỏi thận hãy hạn chế ăn cá cơm. 9. Măng tây. Thường được sử dụng làm thuốc lợi tiểu nên măng tây là thực phẩm hạn chế với bệnh nhân bị sỏi thận. 10. Men đồ ăn hoặc men bia. Nếu bạn đang bị sỏi axit uric thì hãy tránh uống bia vì nó có hàm lượng purin cao. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm nhiều men như các loại đậu, súp lơ, thịt nội tạng như thận và gan, nấm, dầu ô liu hay cá mòi. Vâng, bên cạnh những loại thực phẩm kể trên người mắc bệnh sỏi thận không nên ăn thì cũng có một số loại thực phẩm cực kỳ tốt cho người mắc bệnh sỏi thận. Nó hỗ trợ việc điều trị hiệu quả hơn. Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm đó. 1. Uống nhiều nước. Bản chất của sỏi tiết niệu là do cơ thể mất nước, tiểu ít, nước tiểu quá đặc. Uống nhiều nước sẽ làm tăng lượng nước tiểu sẽ được pha loãng, nồng độ các chất canxi, oxalat trong nước tiểu sẽ giảm đi, giúp ích cho quá trình điều trị bệnh và ngăn ngừa sỏi tiết niệu tái phát. Người bị sỏi tiết niệu nên uống khoảng 2 cho đến 2,5 lít nước mỗi ngày, nhằm tăng lượng nước tiểu lên trên 2,5 lít. Ngoài nước lọc, bệnh nhân nên uống thêm các loại nước lợi tiểu, thanh mát như nước dầu ngô, nước rễ cỏ chanh, nước bồng mã đề. 2. Ăn uống điều độ, đủ bữa. Ăn uống không điều độ, bỏ bữa là một trong những nguyên nhân khiến sỏi tiết niệu tái phát. Nhiều người bị bệnh do thói quen chỉ ăn một bữa chính trong ngày, bỏ bữa sáng, ăn nhiều vào bữa tối, sau đó đi ngủ, khiến cơ thể tích trữ quá nhiều và quá lâu các chất tạo sỏi, tăng nguy cơ mắc bệnh. Nên ăn đầy đủ 3 bữa trong ngày,
cân bằng các chất dinh dưỡng hợp lý, không ăn quá nhiều muối và quá nhiều chất đạm. Người bị sỏi tiết niệu nên ăn nhiều các thức ăn chứa xi chết, potassium và magnesium như ngũ cốc, đậu, nước chanh, nước cam hay rau xanh. 3. Ăn nhiều rau xanh và các loại hoa quả ít đường. Rau củ quả cung cấp rất nhiều vitamin, chất xơ cho cơ thể. Ngoài ra, rau xanh còn giúp giảm độ mặn trong thực phẩm, cân bằng lượng đạm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Cần bổ sung nhiều rau xanh và các loại hoa quả ít đường trong chế độ ăn của người bị sỏi tiết niệu. Hạn chế ăn các loại hoa quả nhiều đường như xoài, na hay chuối. 4. Ăn nhạt. Muối là tác nhân gây tăng các chất tạo sỏi trong nước tiểu. Nếu ăn quá mặn, thận sẽ phải làm việc liên tục để đào thải lượng muối thừa ra khỏi cơ thể. Lâu ngày sẽ làm thận yếu đi, tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận. Ngoài ra, muối cũng là tác nhân gây các bệnh tim mạch, huyết áp. Ăn nhạt vừa giúp ngăn ngừa sỏi tiết niệu tái phát, vừa bảo vệ sức khỏe cho bạn và người thân trong gia đình. Vâng, bên cạnh những thông tin chúng tôi vừa đưa ra trên đây, thì hy vọng rằng quý vị có thể áp dụng nó vào chế độ ăn hàng ngày dành cho người mắc bệnh sỏi thận. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.